Con đọc trong Tăng Chi chương 3 pháp phẩm đọa xứ bài kinh 115 kiếm quyết của viên viên mãn có đoạn như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là kiếm quyết về tri kiến? Ở đây này các tỳ kheo, có người có tà kiến, có tri kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, ở đời không có các hàng sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh, và tự mình với thắng trí giác ngộ và truyền dạy lại cho đời này đời sau. Này các tỳ kheo, đây là kiếm khuyết về tri kiến. Con xin sư cho con hỏi, không có mẹ không có cha ở đây nghĩa là gì? Thì xin thưa với quý vị đó, khi mà sư xem ở trong chú giải thì cái chỗ mà không có mẹ không có cha này đó có nghĩa là cái vị này cho rằng tất cả các hành động á, đúng sai đều không đem lại quả báo, tức là mình có làm đúng thì nó cũng không đem lại phước, mà có làm sai nó cũng không đem lại tội. Thì họ không tin cái chuyện là nhân nào cho quả đó, thì đó gọi là không có mẹ và không có cha. Và câu hỏi này xin phép cho qua luôn, tại vì nó cũng đơn giản.